sự trọn vẹn giáo pháp sẽ mang lại quả sức khỏe và sự an vui cùng mọi thành tựu viên mãn cho thầy Quảng Đăng. Ông tổ chức lớp học xin cảm ơn sự có mặt không bỏ buổi và tinh thần học pháp nghiêm túc tha thiết kiên trì của các thầy bạn hữu trong room để duy trì lớp học. Cầu cho phước trí thanh tịnh từ việc học pháp nghe pháp sẽ mang lại quả an lạc vượt thoát phiền não, không bị đọa vào bốn đường ác đạo và sự thành tựu chánh trí cho tất cả. Kính thưa thầy, hôm nay là ngày Chủ nhật ngày 11 tháng 4 năm 2021, là tiết học thứ 115 của lớp thi diệu pháp cơ bản, đã học xong lộ nhập thiền cơ và lộ viện thông. Bài học kế tiếp sẽ là lộ nhập định. Các nghi thức trước khi vào lớp đã xong, kính mời thầy Hoàng Hỷ lên lớp. Xin cho chúc cho tất cả các học viên sẽ có được một buổi học thật nhiều chánh và lợi lạc. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sang Khai. Thân chào tất cả quý vị. Nghe rõ mà, alo 1 2 3. Nghe rõ ha? Ok. Hôm nay chúng ta tiếp tục về bài mới, lộ nhập thiền hay là nhập định. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo Tóm Tắt. Arahang Sammasambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Attivademi Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatibhanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami Sammasambuddham Matulang Sasattham Maganuttamang Atiwadiyapasisang Atithammattasanghang. Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con sẽ nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sang Khai. Rồi hôm mai nói gì thì cưới cô Nhung hả? Cô Nhung có đám cưới hả? Cô Nhung đám cưới hả quý vị? Quan Hỷ hả? Cô Nhung đám cưới. Cô Nhung đám cưới kéo hết là làng đi dự đám cưới cô Nhung. Nhìn giết nó cười. Rồi hôm nay mình cũng vẫn tiếp tục như cũ ha. Mời quý vị lên đọc bài Pali, sau đó chúng ta vào bài học. Kính chào thầy, xin chào cả lớp. Tôi phương xin đọc lại. Tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Manodo revi thí chích tấp bá quát tí na yô. Manodo re bá na giá đi dí phù ta mà lầm bá nằm. Áp bà thằng á gắp cha tí ta tổ bá rằng phá gần quá cha lá ná măng rụt đò ra. Quát cha ná cha quá nà quá xà nè. Ta đà rầm má ná bà cà ní bá quách tàn tí. Ta tổ bá rằng phá gần quá bà tổ. A quý phù tề bá nà lầm bá nề. Chá quá nà quá xà nề phá gần gá bà tổ quá hồ tí nát. Thí ta đà lầm bá nấp bà đồ tí. Trong ý môn khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chập phá gần gá dao động. Ý môn hướng tâm và chá quá ná chấm dứt
sau đó chìm biến vào phá văn gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá văn gá, sau khi luồng cháo quán át chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Vì thí chích ta nít tì nè quá chích ta đà chá xê ý ta quý thà rê ná phá hề thề cắt chá ta lì xá quý thà quá dề á giám nít thá phá rít tá cháo quá ná hòa rột. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến định tâm sẽ được học, sẽ được giải thích rằng và chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Ông Phúc đã đọc xong phần đầu, xin mời vị kế tiếp. Dạ, xin chào cả lớp. Các đại xin đọc bài. Apana vipitta pavattina yo tiến trình tâm an chỉ đoạn 1. Apana jawana wa re bana vipu ta vi phu ta phê đồ nát thí tập hà ta đà lầm bá núp bà đồ chá. Trong phương cách diễn tiến của cháu quán á áp quán na tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cẩn tất thá thí nhà nhà na sam ba yút tá ca ma quá chá ra chá quán na năng áp thằng nàng anh nhá ta rắp mình ba rít cam mu ba cha ra mu lô má vô trắp phù nà mê ná cha tút khắp tuần tích khắp ta tu mê quá hòa giác thắc ca măng úp bắt chi tòa ní rút thề ta đá nàng ta ra mê quá giá thà ra hằng chá tốt thàm bằng chá măng quà cháp bì xá tí ma há ma hát giá ta lồ cút ta rá cháo qua nề xú giá thà phi nì hà ra quá xề na dằn kính chí chá qua năng áp qua nà quỳ thí mô ta rá tí ta tô ba răng áp bà nà qua xà nề phá hoàng gá bà tô quá hồ tí. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám cháu quá nát thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như chập tâm chuẩn bị ba rí ca má cận hành ú bá cha rá thuận thứ á nú lô má và chuyển tánh vô trá phu. Tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt, những chập thứ tư hay thứ năm tùy trường hợp, bất luận tâm cháu quán á nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp trong theo sự cố gắng thích ứng trình hết. Dạ, con Đông Triều xin kính chào thầy Kinh và cả lớp. Con xin đọc bài. Đoạn 2. Tattha so manassa sahagata javana nàng ta rằng appanna piso manassa sahagata vapati cần khi tắp bà upekha sahagata javana nàng ta rằng upekha sahagata wa tattha pi kusala chawana nang ta rằng kusala chawana je wa het thi manya chalat
ta dầm mắt bề ta dám mắt bề tí vi già cha quan là nàng ta rằng vi già cha quan nàng arahat ta pha lành cha ấp bề tí. Ở đây tức khắc theo sau một cha quan với thọ hỷ, một cha quan ấp pana sắc na định với thọ hỷ ác sẽ khởi phát. Sau một cha quan đồng phát sanh với thọ xã, một cha quan ấp pana liên hợp với thọ xã ác phát sanh. Ở đây cũng vậy, một chavana appana thiện sẽ nói tiếp theo sau một chavana thiện, và trong trường hợp chứng ngộ sammapatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một chavana hành sẽ có một chavana hành và quả a la hán nói tiếp. Pattinsa sukapunyamha đò đá sô pekkaka parang sukhita ta kriyato attacha samponti upekkaka. Sau tâm thiện có ba nhân. Thứ hai tức khác liên hợp với thọ hỷ 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xã 12 loại, 1 hữu thiện sắc, 4 thiện vô sắc, 7 hữu thiện siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại, 4 thiện di tắc sắc, 4 thiện a la hán quả. Ở sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xã, có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc, 4 thiền vô sắc và ngũ thiền a la hán quả. Uthuchana na sekhana khama punya ti hệ tu tổ ti hệ tu kha makriya tổ vitara ga nang appana ayametha mano đoà rời quỳ thi chích tập pavati na yo. Đối với hạng phạm nhân và hạng còn phải tu tập xê khác và tâm quả appana phát khởi, sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm khởi phát sanh qua ý một. Và con đã đọc xong rồi. Kính mời chị Châu và anh Tấn. Nam mô Tham Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ. Dạ con xin kính chào thầy kinh, con xin kính chào cả lớp. Dạ cảm ơn Đông Triều đã post bài ạ. Con xin phép được đọc bài. Mano đoà rê quỳ thí chít tắp bá quáp tí ná vô. Tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đoà rê bá ná giá đế quý phù ta mà lầm bá năng à bà thằng à gắt cho tí ta tô bá răng bá hoành gắt cho lá ná mano đoà rà quách cho ná cháu á nà quá xà nê ta đà rằm má ná bà cà ní bá quát tầm tí ta tô bá răng bá hoành gắt bà tô á quý phù tê bá nà lầm bá nê cháu á nà quá xà nê bá hoành gắt bà tô quá hồ tí nát thí ta đà lầm bá núp bà đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chập pháo quan gã dao động, ý môn hướng tâm và cháu quá ná chấm dứt, sau đó chìm vào pháo quan gã. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào pháo quan gã sau khi luồng cháu quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quỳ thí chít tà nít tì nề quá chít tư bà đà đá xê rít tà quýt thà rê nắp bá nét thề ca chát tà lì sá quý phà quá dị á yá mét thà bá rít tà chá quá ná quá rạ chá quá ná quá rô. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của chá quá ná phụ. Dạ thưa con đã đọc xong ạ. Dạ cảm ơn Đông Triều đã post bài. Con đọc có sai con nhờ thầy sửa giùm con. Con xin phép được xuống mic, con kính dâng mic lại cho lớp ạ.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Thầy, kính lễ thầy kinh, kính chào cả lớp, xin đọc bài. Áp bà, quỳ thí chích tấp bà, quát thí na vô, tiến trình tâm an chỉ, ba nà cha qua na hòa rề, ba na quý phù tà về đồ nát thí tát hà ta đà làm ba nấp bà đồ chá. Trong phương cách diễn tiến của chá bá ná áp bá na tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh tát thá hí nhà na sầm bà dút tá đà mà quá chá ra chá quá nhà nằng áp tha nằng ăn nhá ta rát min ba ri cầm mu ba cha ba cha ra nu lô ma go ta phù na mê na chắc khu khát thùm tích tích khá tu mê quá hòa giá thà ca măng ấp ba dút ấp ba chít hòa ni ni rút thề ta đá nàn ta ra mề quá giá thà ra hằng cha tuốt hằng bàn cha nằng bàn cha mằng hòa chất phì sát tí ma ha gát ta lúc cút ta ra cha quá nề su cha thà phi nì hà ra quá sề na dần kình chi quá sa na áp ba nà quy quỳ thí mô ta ra tí ta tô ba rằng áp ba nà quá xà nề pha hoàng gá bà tô quá hồ tí. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám cháu quá ná thuộc dục giới liên hợp với tri ký khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chập tâm chuẩn bị phá rí cầm mát cầm má, cận hành Upachara thuận thứ Anuloma và chuyển tánh Rottapu. Tức khác sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ tư hay thứ năm tùy trường hợp, bất luận tâm chá quá ná vào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và thiêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Dạ, xin hết kính cảm ơn thầy Kinh, kính cảm ơn cả lớp, cảm ơn đồng Triều đã bắt bài, xin xuống mất ạ. Xa thứ. Rồi, cho hết ai đọc hả quý vị? Alo, còn ai đọc không? Tâm Má Nên Đá có đọc không? Tâm Từ có đọc không? Nếu không thì mời mời anh Phúc lên trình bày cái bài học từ rồi ha. Mời anh Phúc lên trình bày cái bài từ rồi. Rồi, xin mời anh Phúc nha. Phật Phúc xin đọc lại bài tiếp học 114, lộ thiền cơ và lộ thiền thông. Lộ tâm thiền cơ, tức là thiền lộ tâm thiền cơ bản để chuẩn bị cho lộ tâm thông. Lộ thiền cơ, tức là lộ ngũ thiền sắc giới. Khi nhập thiền cơ, tức là nhập vào ngũ thiền sắc giới. Thì trước tiên nhập thiền cơ, tức là nhập thiền cơ bản để chuẩn bị cho lộ thiền tâm xuất hiện. Thì lộ tâm thiền cơ, cái lộ tâm nó diễn ra là
một kiếp, rung động, dứt dòng, kháng ý, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tánh, thiền, bất định số, hậu kiếp trở lại. Đối với người lợi căn thì bỏ chuẩn bị, lộ tâm hiện không thì cũng giống như trên, nhưng mà thay vì tâm thiền thì sẽ là thông, còn hậu kiếp. Về sát na thì có sáu sát na, bảy thứ tâm, kháng ý hai động lực, thiện dục giới, xả thọ có trí, cộng hai động lực, hạnh dục giới, xả thọ có trí, cộng với hai thông. Chặn thì có hai chặn, chặn khai môn và động lực. Người thì có năm hạng, tức là phạm tâm nhân, cộng với bốn thánh quả. Cõi thì có 22 cõi vui ngũ uẩn, tức là 31 cõi trừ đi 4 khổ cộng 1 vô tưởng và 4 vô sắc là 9. 31 thì 9 còn là 22 cõi vui ngũ uẩn. Vì chú nhập ngũ thiền sắc giới với án xứ là các xí ná, không thể là án xứ khác, xuất ngũ thiền sắc giới chú nguyện thông theo ý muốn. Chú nguyện với lỗ ý môn thông thường gọi tên là lỗ chuẩn bị. Vì lỗ tâm rung động, dứt dòng, kháng ý, bảy động lực diệt giới hợp trí, cộng hộ kiếp, được lập đi lập lại nhiều lần. Nhập lại thiền cơ trước khi tâm lộ chuẩn bị diệt gọi là lộ thuận thứ. Khi vừa xuất khỏi lộ thiền cơ này, lộ hiện thông khởi lên và những gì vị thiền giả ước nguyện sẽ thành tựu. Thần thông, các loại thần thông. Thần thông tức là thông lực của thế gian. Đó là những là cái sự thành tựu, những việc mà người thường không thể làm được. Có 10 loại thần thông. Thứ nhất, sự thành tựu thần thông do quyết định. Với một thân muốn hóa thành hàng ngàn thân, vì ấy quyết định ta hãy hóa thành nhiều thân. Trí lực này nương vào tư tâm sở, tức là tâm sở quyết định. Thứ hai, thành tựu thần thông do biến hóa, là bằng cách từ bỏ thân bình thường để hóa thành một thân khác. Thứ ba, thành tựu thần thông do trí đạo A-la-hán, như mọi phiền não được xác tuyệt trong tâm một vị A-la-hán. Thứ tư, thành tựu thần thông do ý, tạo ra từ thân vị ấy một thân xác khác y như vậy. Năm, thành tựu thần thông do định tướng, như ngài Sariputta bị giả so nam đá đánh trì vào đầu nhưng vẫn vô sự. Đây là sự thành tựu do định tướng sanh. Thứ sáu, thành tựu thần thông do xả niệm. Hành giả không ghi tội đối với những vật đáng nhờ gỡ, như ngài Đại Ca Diếp dùng vật thực của một người cùi đánh rớt ngón tay và thức ăn, vẫn thản nhiên. Đó là thành tựu thần thông do xả niệm. Thứ bảy, thành tựu thần thông do quả nghiệp, như trường hợp chim bay giữa hư không, một số loại ngạ quỷ du hành giữa không trung. Thứ tám, thành tựu thần thông do phước, vua chủng chuyển luân du hành khắp bốn châu, và vị trưởng giả vô tích cá. Thứ chín, thành tựu thần thông do năng lực chú thuật, chú thuật gia phi hành gia giữa hư không. Thứ mười, thành tựu năng lực thần thông do sự tinh tấn, các môn nghệ thuật được thiện xảo do sự tinh cần rèn luyện. Thần thông trong tâm lộ hiện thông ám chỉ ba loại thành tựu: thứ nhất do quyết định, thứ hai do biến hóa, thứ ba do ý.
Trong phần tâm lộ hiện thông này đề cập đến năm loại thông lực thế gian, tức là thần thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông và thiên nhãn thông. Xin hết. Hết chưa? Hết chưa? Hết rồi hả? Tới đây hết rồi phải không? Sao không thấy nói năng gì đây trời? Hết chưa? Hết hả? Ờ, giờ là tới chỗ... gì đây? Thần thông, thiên nhiên thông, tham thông là hết phải không? Rồi. Năm thông lực thế gian. Ok, rồi tới đây ha. Rồi mình đọc qua cái 10 thần thông này, thành tựu thần thông, ta thấy mình không có cái nào hết trơn. Không biết quý vị có cái nào không? Triều có được cái nào không? Tuấn có được cái nào? Anh Phúc có được cái nào không? Cho Nguyễn được mấy cái. Đấy, bộ căng ha. Được cái là cũng là quá đã mà bây giờ thời bữa giờ cái 10 quá dữ sao thấy được cái 10 là dữ lắm. Được cái 10 là giờ con làm thời giờ mà có được cái thần thông do tinh cần tinh tấn khéo léo trong nghệ thuật siêu ha, đạt nó đỉnh dữ dằn quá. Rồi giờ chúng ta đi tiếp bài tiếp ha, lộ nhập thiền hay là nhập định, lộ nhập định, mở mặt nhập thiền cũng được ha. À, rồi thằng Triều thành tựu được đó. Triều thành tựu được cái lộ tinh tấn trong nghệ thuật rồi ha. Ngày này có về coi thằng Triều thấy nó biểu diễn tới đâu rồi nha. Rồi lại nhập định, bắt cái chữ ấp ba nà trước, bắt cái chữ ấp ba nà trước hai chấm là an chỉ phải nhất tâm trên đối tượng, nghĩa chữ ấp ba nà là an chỉ nhất tâm trên đối tượng. À, ý nghĩa của cái chữ ấp ba nà ha. Rồi nhập thiền xuống dòng, nhập thiền được thực hiện sau khi đắc thiền. Nhập thiền được thực hiện sau khi đắc thiền. Tức là khi một người muốn nhập vô thiền á, thì phải đắc thiền trước. À, tức là mình phải đều hay thành tựu cái thiền trước, là đắc trước là sau đó muốn nhập vô. À. Rồi xuống dòng, nhập vào các tầng thiền trong thời gian dài tùy theo. Chấm chấm chấm. Nhập vào các tầng thiền trong thời gian dài tùy theo, tức là tùy theo cái độ lâu hay mau của mỗi một người muốn ha. Có người mình thấy có nhiều vị nhập vô bọn ngồi nhập vô thiền 2 ngày 3 ngày nó ngồi đạt được cái này cũng là một trong những cái an lạc rất là tuyệt vời. Thời giờ thấy khó, thời giờ thấy ít có ai mà làm được những việc này. Bởi vì muốn đắc thiền là muốn nhập thiền là phải sống độc cư, là phải ở nơi vắng, tránh những tiếng ồn ào, rồi luyện thiền. Thiền chỉ này khó lắm, cũng không dễ ăn không? Khó. Sự tập trung phải mạnh liệt ghê lắm. Rồi đó là ý nghĩa của lộ nhập định hay nhập thiền, tức là an chỉ tâm nhập thiền trong thời gian dài tùy theo mỗi một đối tượng ha. Rồi xuống dòng, muốn nhập thiền này chúng ta cần phải có những cái sự quan sát, những cái yếu tố quan sát ha. Sẽ còn ok. Nhập thiền vô nó hát gì nó hát đâu thôi đâu.
rồi sẽ bằng chứ nhập bạc cho cái là thôi muốn hát thì nó hát, còn nhập thiền được, mình nhập ngũ thiền nhập ngũ thiền chắc ăn chứ. Rồi xuống dòng những yếu tố cần quan sát hai chấm, những yếu tố cần quan sát là khi một người đã đắc thiền rồi ha, là muốn vô thiền thì phải cần có những yếu tố sau đây ha, cần phải quan sát hai chấm. Trú xứ đang ngủ như thế nào, trú xứ đang ngủ như thế nào chấm hỏi. Thời tiết khi ấy ra sao, thời tiết khi ấy ra sao. Loại vật thực đã dùng ra sao, loại vật thực đã dùng ra sao. Sự đắc định khởi lên trong oai nghi nào, sự đắc định khởi lên trong oai nghi nào. Trạng thái tâm khi ấy ra sao, và sử dụng đánh cái bông rồi không ha. Sự quán sát kỹ về năm yếu tố trên giúp dễ dàng đắc định trở lại, sự quán sát kỹ về năm yếu tố trên giúp dễ dàng đắc định trở lại. Rồi, tức là quán sát những cái yếu tố cần thiết để mà mình đắc định trở lại rồi mới nhập vô thiền, nhập vô định ha. Tức là quán sát lại cái trú xứ mình đang ở nó có thích hợp hay không. Ồn ào quá cũng không được, trú xứ có nhiều vấn đề mà xáo trộn quá cũng không được, phải phải thích hợp đúng đó. Rồi thời tiết, khi mà mình thời tiết mình đắc thiền thì trước mình nó ra sao, giờ thời tiết hiện tại giờ ra sao, lạnh quá không hay nóng quá không ha. Hoặc là loại vật thực nào mình đã dùng, mình lúc mình đắc thiền mình đã dùng loại vật thực nào, bây giờ mình quán xét thì mình nên dùng loại vật thực nào cho nó thích hợp. Rồi cái sự đắc định trong lúc mình đắc định kỳ trước nó khởi lên trong cái quan nghi nào, có thể mình ngồi hay là tư thế mình đi hay là gì đó, tùy theo mỗi người ha. Rồi cái tâm trạng lúc mà khi mà đắc định nó ra sao thì cái suy xét lại, quán xét lại những vấn đề này, người nó dễ dàng vô nó lại đó, đắc lại dễ dàng và nhập vô luôn. Rồi muốn nhập vô cái thiền á, muốn nhập vô thiền định này mà lâu dài đó, quý vị nào muốn nhập nó lại được á, là cần phải luyện năm pháp hoa si, là kêu là năm pháp hoa si, năm pháp tự tại đó, năm pháp hoa si cho nó thuần thục, chứ nếu mà không có luyện này thì cũng khó vậy, chứ không phải dễ đắc đắc thì muốn nhập thiền cái lại được, cho nó được kéo dài thời gian đó. Phải luyện năm pháp hoa si. Rồi mình xuống dòng mình ghi năm pháp hoa si mở ngoặc tự tại, năm pháp hoa si có hai giới quyền luôn ha, năm pháp hoa si tự tại. Năm pháp hoa si tại viết chữ qua si luôn, thì qua si là có hai dấu ngang ở trên đó, qua si viết đơn viết Pali được không? Là này rồi có bì chữ đây qua si, năm pháp qua si, mình nghe ai nói về năm pháp qua si mình biết là năm pháp tự tại á, mà luyện để mà nhập thiền.
À, hiểu chưa? Tâm pháp và si. Rồi, hai. Số dòng. Số một. Tác ý hướng tâm tự tại. Tác ý hướng tâm tự tại. À, chữ này. À, quá chắc là quá si. Tác ý hướng tâm tự tại. Hai chấm. Tác ý hướng tâm tự tại. Tác ý đến chi thiền nào, chi thiền ấy sanh khởi lên theo ý muốn, lâu hay mau tùy ý. Tác ý đến chi thiền nào, chi thiền ấy sanh lên, sanh khởi lên theo ý muốn, lâu hay mau tùy ý. À, tức là mình tác ý hướng đến cái thiền chi nào, ví dụ như là sơ thiền có tầm, tầm tứ thiền định, mình tác ý tới năm cái đó thì nó khởi lên liền ha. Hoặc là bốn, hoặc là ba, hoặc hai, tác ý hướng tới cái chi thiền nào, mình sẽ khởi lên chi thiền đó. À, và muốn nó lâu mau theo tùy theo ý mình phải tập về tập tác ý như vậy. Rồi số 2 là nhập thiền tự tại. Nhập thiền tự tại sẽ mà bắt cho nó bắt thiền tự tại. Muốn nhập định trong quay nghi nào, muốn nhập định trong quay nghi nào, bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ nơi đâu đều được như ý. Muốn nhập quay, nhập định trong quay nghi nào, bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ nơi đâu đều được như ý. À, tức là phải luyện cái này là phải muốn nhập định bất kỳ quan nghi nào, đi ngồi đứng hay là cái gì không, nhập vô là vô không, phải luyện cho tới là thuần thục như ý muốn không. Rồi số 3, trú thiền tự tại. Trú thiền tự tại. Thi thà nó quá xí, ăn thi thà nó quá xí. Trú thiền tự tại. An trú trong thiền bao lâu đều như ý. An trú trong thiền bao lâu đều như ý. À, tức là luyện an trú trong thiền. À, trú trong thiền tự tại tức là mình nhập vô thiền, mình luyện muốn muốn 5 phút, đúng 5 phút là phải 5 phút, muốn 10 phút là 10 phút, muốn ngày là 5 ngày, muốn 2 ngày là 2 ngày ha. À, tức là luyện cho tới khi nào nó thuần thục theo tự theo cái ý muốn mình. À, thuần thục như vậy. Rồi xuất thiền tự tại số 4. Ê, số 4, đúng rồi, số 4, xuất thiền tự tại. Xuất thiền tự tại. Uttha nó quá si. Muốn xuất thiền bất cứ lúc nào như ý. Muốn xuất thiền bất cứ lúc nào như ý. À, tức là nhập thiền theo ý muốn mình cũng được, mà xuất thiền cũng theo ý muốn mình cũng được luôn, tức là khởi ý lên là nó làm đúng theo vậy ha. À, đó là cái thứ tư là phản kháng chi thiền tự tại. Phản kháng chi thiền tự tại. Cho quyết
Kalawasi, bản kháng chi thiền tự tại. Muốn xem xét chi thiền nào, chi thiền ấy hiện bày rõ ràng cho vị ấy, lâu mau tùy theo ý. Muốn xem xét chi thiền nào, thiền chi thiền ấy hiện bày rõ ràng cho vị ấy, lâu mau tùy theo ý. Rồi, tức là tới mức độ mà quán xét chi thiền đều có thể hiện bài rõ ràng theo ý mình muốn. Rồi bây giờ người này phải khi mà đắc thiền xong là phải luyện năm pháp này, phải tác ý hướng tâm tự tại, tức là hướng đến cái thiền nào nó hiện thiền nó hiện lên. Bây giờ những hướng về chi thiền tầm tứ được hiện lên rõ ràng, muốn nhập thiền tự tại được nhập được luôn trong bất kỳ hoài nghi nào. Muốn trú thiền lại bao lâu theo ý muốn mình đều được hết, hoặc là xuất thiền cũng theo ý muốn mình được luôn. Rồi phản kháng chí thiền, tức là phản kháng lại để mà giống như mà mình nhìn lại xem xét lại chí thiền nào thì đều chí thiền được hiện bày rõ rệt. Khi mà thành tựu năm pháp hoa si này, người đó nhập xuất thiền rất là dễ dàng tự tại. Thì cái pháp này, năm cái này mình luyện có giống như nghệ thuật, người ta cũng phải luyện năm pháp này. Mình làm sao mình luyện được năm tụ được trong ngay thần thông về nghệ thuật, tức là phải tắt ý ta đến cái gì mình muốn, thì mình muốn như thế nào thì nó sẽ như thế đó. Mình muốn nhập vô bài nhẹ, muốn chơi gì đó mình nhập vô, xả vô nhập buông, rồi mình xuất nhập làm được hết. Rồi mình quán xét lại những gì mình đã làm một cách dễ dàng trong ngay lúc đó, thì cái mức độ mình sẽ đạt được rất là như ý muốn, mà rất là khó, không gì chứ phải dễ làm được. Đây là vấn đề mà cũng thuộc về là bậc là cao nhân mới làm được năm pháp tự tại này. Đó là năm pháp tự tại hay gọi là năm pháp hoa si. Rồi xuống dòng, giờ nông xong ha, giờ mình đi vô cái chi tiết về tâm lộ nhập thiền. Về tâm lộ hai chấm, tâm lộ nhập định đó. Lộ nhập hậu kiếp, rung động, tiết dòng, kháng y môn, chuẩn bị, cẩn hành, thuận thứ, chuyển tánh, thiền vô số cái, thiền hậu kiếp, rung động, tiết dòng, kháng y môn, chuẩn bị, cẩn hành, thuận thứ, chuyển tánh, thiền vô số cái, thiền chấm 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 chấm. À, tâm lộ đơn giản như vậy cũng giống như mấy kỳ trước mình học không? Thì vô muốn vô nhập vô phải vô chuẩn bị hành thứ là chuyển tánh rồi thiền nhập vô nhập thiền luôn, tức là ngồi đó thiền vòng một ngày hai ngày ba ngày thậm chí tới 7 ngày luôn. Có nhiều người nó ngồi yên bất động rất là lâu, tức là nhập vô thiền luôn. Rồi muốn xuất ra là do ý muốn, xuất là nó xuất. Đó là cái tâm lộ về nhập thiền. Vì nắm được mà, alo. Nắm được ở đâu mà, alo, alo. Nắm được không? Nắm được cái phương cách để diễn tiến ha, chuẩn bị cẩn hành lượng thứ bỏ bực lượng thứ chuẩn bị cẩn hành lượng thứ chuyển tại chuyển tánh ha, là thiền ha. Rồi bây giờ về tối nay làm thử rồi sao nha, thế là nhập ngồi nhập thử rồi nha. Rồi đây số 5, lộ nhập thiền quả, lộ nhập thiền quả, nhập vô thiền quả. Parasama bắt tí chít tá quỳ thí nhập thiền quả. Rồi muốn hưởng quả niết bàn đã chứng, muốn hưởng quả niết bàn đã chứng
thuộc thiền siêu thế. Phải an trú định để hưởng giải thoát, để hưởng giải thoát lạc, để hưởng giải thoát lạc ấy, chậm ghi luôn cho rõ ha. Muốn hưởng quả niết bàn đã chứng được thuộc thiền siêu thế, an trú định để hưởng giải thoát lạc ấy. Là ý ta muốn nói là muốn nhập thiền quả này là chỉ có thiền siêu thế thôi ha, là mà hưởng về quả niết bàn, những điều người đắc quả niết bàn là muốn hưởng được quả này phải vô định để hưởng cái giải thoát này, hưởng cái an lạc của cái thiền quán, cái sự chứng đắc đạo quả niết bàn. À, là muốn hưởng là lộ nhập thiền quả là chỉ có siêu thế ha. Rồi xuống dòng tâm lộ hai chấm, một kiếp rung động dứt dòng kháng y môn, là cái lộ như vậy ha. Một kiếp rung động dứt dòng kháng y môn, một kiếp rung động dứt dòng kháng y môn, là ba sát na, ba hoặc bốn sát na thuận thứ. Ta hoặc bốn sát na là thiền quả vô số cái, ba hoặc bốn sát na thuận thứ, thiền quả vô số cái. Rồi là năm này đặc biệt ha, là người đã đắc đặt rồi, bây giờ chỉ cần hưởng cái quả của đó thôi. Rồi sắc na hai chấm, vô số sắc na thì vô số. Sắc na vô số. Chặn hai chấm, chặn đây mình chỉ có hai thôi, kháng y môn như vậy, động lực vậy thôi. Kháng y môn động lực là kháng y môn, rồi ba bốn sát na thiền thuận thứ, rồi thuận thiền quả luôn ha, chứ không phải như nhập thiền khác. Kháng y môn động lực, rồi thứ tâm hai chấm có 29, kháng y môn cộng 8 thiện dục giới tình hảo, 8 thiện dục giới tình hảo, hoặc là nếu mà di tác thì 8 di tác ha, 20 quả siêu thế. Kháng y môn 8 thiện dục giới tình hảo mở ngoặc, hoặc là 8 di tác dục giới tình hảo ha, cộng 20 quả siêu thế. Rồi như vậy mình có được nhiều, 2 cộng 29, 29 nếu cộng thêm kia nữa 8 nữa là 29, 8 nhiêu là 37 ha. À, nhưng mà giờ mình tính riêng từng cái ta là 29. Rồi người là 4 người luôn, 4 người quả, 4 người quả tức là sơ quả, nhiều quả, tam quả, tứ quả. Tu Đà Hoàn, Tự Hàm, A La Hàm, A La Hán luôn, 4 người. Cõi có 26 cõi, trừ 4 cõi khổ, cõi vô tưởng ra, như bình thường như mấy bài trước ha. Trừ 4 cõi khổ, cõi vô tưởng ra, 26 cõi. Rồi xuống dòng ghi chú hai chấm, trước khi nhập thiền quả phải chú nguyện, trước khi nhập thiền quả phải chú nguyện, chứ không phải là muốn nhập nhập nha, trước khi nhập thiền quả phải chú nguyện hai chấm.
Siêu thế pháp nào mà tôi đã chứng đắc? Siêu thế pháp, siêu thế pháp nào mà tôi đã chứng đắc? Hãy khởi lên trong tôi trong suốt thời gian chấm 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 chấm. Trong suốt thời gian chấm 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 rồi trong suốt thời gian đó xin cho hữu vi cảnh vắng mặt. Trong suốt thời gian đó xin cho hữu vi cảnh vắng mặt. Rồi, tức là lúc lúc mà muốn nhập vô cái thiền quả này thì phải nguyện là được những pháp siêu thế mình đã chứng đắc đó, tức là những pháp nào mình đã chứng đắc thì mình siêu thế giữa đối tượng là niết bàn ha, thì đó thì từ niết bàn thuộc vô vi, thì trong suốt thời gian đó đừng cho pháp hữu vi nào nó sanh lên ha, phát nguyện như vậy thì mới thành tựu được ha. Rồi xuống dòng đánh cái bông đầu dòng quán tứ niệm xứ đến hành xả tuệ. Quán tứ niệm xứ đến hành xả tuệ phải. Quán tứ niệm xứ đến hành xả tuệ phải. Khi năm quyền cân bằng phát sanh thuận thứ tuệ. Khi năm quyền cân bằng phát sanh thuận thứ tuệ. Năm quyền là tính tấn niệm định tuệ đó. Khi năm quyền cân bằng phát sanh thuận thứ tuệ. Mà mấy sắc na thuận thứ tuệ nó phát sanh ha. Sau đó nhập thiền quả siêu thế. Sau đó nhập thiền quả siêu thế. Rồi, tức là mà muốn nhập cái thiền quả này phải quán xét về tứ niệm xứ cho nó đạt đến cái tuệ hành xả. Lúc đó đạt tới đó rồi cân bằng được năm quyền ha. Lúc này là bậc trí tuệ là làm việc này thì cái tuệ nó phát sanh là nó thuận hướng chiều hướng theo vấn đề đó để mà nó đi đến cái vấn đề nhập vào cái quả định sự thế. Đó là cái phương cách mà mình này mình chỉ biết cái thôi chứ thực sự khó mà cảm nhận được những cái trạng thái này của bậc thánh mà mình học để mình nắm được cái quy trình đó. Rồi điều kiện nhập thiền quả hai chấm, điều kiện nhập thiền quả hai chấm. Dòng đắc thiền chỉ trước khi đắc đạo. Đắc thiền chỉ trước khi đắc đạo tức là phải đắc thiền chỉ trước rồi mới đắc đạo sau, chứ còn đắc đạo trước là thua ha. Tức là người phải tu thiền chỉ trước rồi mới sau đó tu hướng qua tu về thiền quán mới đắc đạo thì mới có thể luyện cái nhập thiền quả này được. Cho nên cái điều kiện tất yếu là phải có đắc thiền chỉ trước rồi mới đắc đạo sau. Rồi xuống dòng chứng sơ thiền đắc sơ đạo nhập sơ quả sơ thiền vô số cái. Chứng sơ thiền phải đắc sơ đạo phải nhập sơ quả sơ thiền vô số cái. Chứng sơ thiền xong đắc sơ đạo nhập sơ quả mới thành tựu được cái quá trình này ha. Rồi, đó là minh chứng vậy chúng ta thấy muốn 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 nhập vô cái thiền quả này mới chứng sơ thiền ha, thí dụ chứng sơ thiền đắc sơ đạo rồi mới nhập vô sơ quả rồi vô vô nhập vô cái thiền quả vô số lượng cái ha. Rồi xuống dòng nếu về sau chỉ đắc được thiền cao
Nếu về sau chị đắc được thiền cao nếu về sau chị đắc được thiền cao nhưng không đắc đạo cao, nhưng không đắc đạo cao thì chỉ nhập được sơ quả sơ thiền. Vấn đề này gút mắt cho này nữa, nếu về sau chỉ đắc được thiền cao nhưng không đắc đạo cao thì chỉ nhập được sơ quả sơ thiền. À, cái vấn đề này ta nói cho biết là giờ nếu vì sao mình chỉ đắc được thiền, bởi vì mình đắc được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, đắc được năm cái tầng thiền, nhưng mà đạo mình vẫn là sơ đạo, mình lại vẫn là sơ đạo sơ quả, thì mình không có thể nhập được những cái thiền quả cao hơn, bởi vì thiền quả là cần phải đắc quả luôn mới nhập được. Cho nên dù cho mình có đắc tới mức độ thiền cỡ nào nhưng mà cái đạo của mình bây giờ vẫn còn thấp thì chịu thôi chứ không làm gì hết. À, là vấn đề này. Rồi xuống dòng đánh ba thị xuống dòng gạch đầu dòng chứ. Thánh lạc quán không thể nhập thiền quả. Thánh lạc quán không thể nhập thiền quả. Thánh lạc quán không thể nhập thiền quả. Tức là bậc thánh mà đắc thiền đắc đạo trước, đắc đạo thôi đó chứ không không có đắc thiền á thì không thể nhập được thiền quả. Cái gì giờ như giờ mình nghe ai giảng gì đó mình đắc được đạo quả, mình không có tu tập thiền chỉ thì giờ muốn nhập được thiền quả không được, chịu thua thôi, không làm được đó. Rồi xuống dòng đạt thánh quả cao rồi, đạt thánh quả cao rồi không thể nhập thiền quả thấp hơn. Đạt thánh quả cao rồi không thể nhập thiền quả thấp hơn. Đạt thánh quả cao rồi không thể nhập thiền quả thấp hơn. À, tức là ở đây ta cho mình biết là khi mà mình đã thành tựu những thánh quả cao thì chẳng hạn như giờ mình đạt đến tam quả đi. Thì mình đạt nó rồi thì mình không có thể nhập lại sơ quả nhị quả được, là muốn nhập lại thiền quả thì chỉ nhập vô tam quả thôi chứ không có thể nhập lại thiền quả thấp hơn. Đó là quy luật của nó như vậy, không đã qua cái đề đó mình không thể nhập lại được. Đó là một số điều kiện mình nhập thiền quả là như vậy. Rồi xuống dòng tổng số tâm lộ, tổng số tâm lộ hai chấm có 40 lộ, tổng số tâm lộ có 40 lộ. Bốn thánh quả hơn năm bậc thiền, bốn thánh quả nhân năm bậc thiền là bằng 20, không? Bốn thánh quả nhân năm bậc thiền bằng 20 lộ. Rồi sử dụng 20 lộ này đó nó nhân như hai hạng người, 20 nhân hai hạng người lợi căn độn căn thì mình có được 40, thì như vậy có 40 lộ về nhập thiền quả này ha. 20 nhân cho hai hạng người bằng 40. Rồi đó là chúng ta đã xong cái phần lộ nhập thiền quả. Rồi tới số 6 là lộ nhập thiền diệt. Lộ nhập thiền diệt. Niro tha sama bát quỳ thí. Lộ nhập thiền diệt. Dòng chỉ dành riêng cho bậc tam quả và tứ quả, chỉ dành riêng cho bậc tam quả và tứ quả, muốn tịnh chỉ danh uẩn
tận hưởng vô dư niết bàn tạm thời, chỉ dành riêng cho bậc tam quả và tứ quả, muốn tịnh chỉ danh quẩn tận hưởng vô dư niết bàn tạm thời. Và riêng niết bàn đó chỉ dành riêng cho bậc tam quả và tứ quả, muốn tịnh chỉ danh quẩn tận hưởng niết bàn tạm thời. Tức là cái lộ nhập thường việt này chỉ có dành cho bậc thánh tam quả ra lên, chứ nhị quả, sơ quả, nhị quả cũng không làm được, phải là bậc tam quả và tứ quả ra lên mới làm được, nhập vô niết bàn luôn, tức là chấm dứt cái dòng dòng tâm thức, mà là dành danh quẩn bắt đầu nó coi như ngưng hoàn toàn. Tạm thời thôi, là sao đó thả xa xuất lại. Thì vậy lộ thiền diệt là ý nghĩa là chúng ta biết là chỉ có dành riêng cho tam quả và tứ quả. Rồi xuống dòng tâm lộ, tâm lộ hộ kiếp rung động dứt dòng kháng nghi môn, cũng giống nha, hộ kiếp rung động dứt dòng kháng ý môn. Chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tánh, chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tánh. Hai sát na thiền phi tưởng phi phi tưởng, hai sát na thiền phi tưởng phi phi tưởng. Gạch cái chéo, gạch cái chéo là không có tâm, gạch chéo cái nữa quả, quả không tâm quả hiện lại. Chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tánh, hai sát na thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ, phi tưởng phi phi tưởng thôi, phi tưởng phi phi tưởng. Gạch chéo cái không tâm, gạch chéo cái nữa là quả, là tâm quả xuất hiện ra lại. Và rồi 14 hộ kiếp, tiếp theo là 14 hộ kiếp rung động dứt dòng kháng nghi môn, 7 động lực hộ kiếp tiếp, 14 hộ kiếp rung động dứt dòng kháng nghi môn, 7 động lực hộ kiếp. Hậu kiếp, 14 hậu kiếp rung động những dòng kháng môn, 7 động lực hậu kiếp. Rồi, tức là cái tâm lộ này nó đi một loạt vậy ha. Và vô là nhập vô thiền phi tưởng phi tưởng xứ, nhập thiền phi tưởng phi tưởng, nhập vô đó xong rồi nó không tâm ngưng hoạt động, ngưng hoạt động trong thời gian đó là cái tâm quả xuất hiện trở lại, là cái lộ tâm bình thường phát sinh trở lại ha. Rồi, về sát na có 7 hay là 8, bỏ chuẩn bị hay không có chuẩn bị đó, có 7 hay 8. Chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tánh, hai sát na thiền phi tưởng phi tưởng xứ, kháng nghi môn chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tánh, hai sát na đó là 7 hoặc là 8 tùy theo. Rồi sư học chặn có 2, kháng nghi môn và động lực, chẳng có hai cái nhiệm vụ. Rồi thứ tâm có 9, thứ tâm có 9, cái nhiệm vụ cộng 4 động lực giới thọ xã hợp trí, 4 động lực dục giới thọ xã hợp trí. Tức là hai thiện hợp trí hoặc là hai di tác hợp trí ha. Là 4 động lực dục giới thọ xã hợp trí cộng 2 động lực phi tưởng phi tưởng,
còn hai động lực vị tưởng phi tưởng, cộng ba quả ngũ thiền và bốn quả ngũ thiền. Ba quả ngũ thiền, bốn quả ngũ thiền, ba hoặc bốn, ba quả ngũ thiền và bốn quả ngũ thiền. Rồi thứ tâm cho mình biết là có chín loại vậy ha. Rồi kháng y môn mình biết rồi ha, bốn động lực dục giới thọ xả nha, thọ trí bởi duyên này nhập vô là thiền phi tưởng vi tưởng là thọ xả, thì bốn động lực dục giới thọ xả hợp trí phải là động lực thọ xả hết. Rồi mình nhập vô cái hai cái phi tưởng vi tưởng, động lực vi tưởng giới. Rồi xong không có tâm thì cái ra lại là ba quả ngũ thiền hoặc là bốn quả ngũ thiền. Thì như vậy cho chúng ta biết là có chín loại là tầm 1, 5, 7, 1, 4, 8, 9. Ngũ thiền là thiện hoặc là di tác, hai cái là chín ha. Nếu mà anh hàm hoặc tam quả thì là quả ngũ thiền, quả thiền ngũ thiền, thiện phi tưởng phi tưởng và bốn cái, hoặc là thiền phi tưởng về di tác tùy theo. Như vậy mình có được chín. Người có hai là ba hoặc là bốn quả, ba tam quả hoặc tứ quả. Người có hai tam quả và tứ quả thôi, chứ không có mấy người kia phải là bậc thánh tam quả hoặc thánh tứ quả. Nhưng mà nên nhớ bậc thánh tam quả những cái động lực mà là trước khi vô là phải là thiện ha, chứ nó không thể là di tác được, chỉ có a la hán mới là di tác ha. Như dùng giới hợp trí là phải là thiện, phi tưởng phi tưởng cũng phải là thiện, chứ không thể là di tác, chỉ có bậc a la hán mới sử dụng tầm di tác ha. Nhớ để ý này, đừng có lộn này. Rồi cõi có 22 trừ 4 vô sắc, 4 cõi khổ và cõi vô tưởng. Cõi 22 trừ 4 vô sắc, 4 cõi khổ và cõi vô tưởng. Là khỏi những người mà bậc đại phạm thiên trên cõi vô sắc không có nhập được thiền này nha quý vị. Không có nhập thiền này, mặc dù là cái thiền phi tưởng phi tưởng chứ, bởi vì phải cần nhập từ tầng thiền thấp lên cao được ha, nó phải đi thứ tự vậy mới được, còn kia không làm được. Chưa hiểu có gì nắm được không? Alo, nắm được cái này không? Khoan, cái đó từ từ để ghi chú sao. Rồi xuống dòng những sự việc cần làm trước khi nhập diệt định, những sự việc cần làm trước khi nhập định, trước khi nhập diệt thọ tướng định ha, nghĩa là trước khi nhập định diệt đi nhớ vậy. Những sự việc cần làm trước khi nhập định diệt. Bắt đầu giờ đây mình mới nói từ từ xuống ha. Rồi, đây là muốn nhập vô cái diệt thọ tướng định đó phải cần có những cái sự việc cần phải chuẩn bị không? Là phải làm trước hết để mà mới vào phải vô vô vào bốn phận sự trước tiên như sau hai chấm, bốn phận sự trước tiên như sau hai chấm. Để copy này cho cái gì nó lại ai. Rồi, đó, copy nguyên cái đầu cho Triều, tắt cái xuống Triều. Một, là nó bách thác, ở bí cô bách nát.
tức là chú nguyện cho các vật dụng ngoại thân của mình á, không vì một lý do nào bị hư hoại. Trước khi nhập phải chú nguyện những cái vật dụng xung quanh mình, như là bát rồi y áo hay là bất kỳ vật gì mình để xung quanh đó, thì chú nguyện cái vật dụng đó là không bị một bất kỳ một cái lý do gì, lửa hay là nước hay bất kỳ gì, không bị hư hoại. Hay là phải chú nguyện trước là một. Rồi thứ hai là sang khá bát tí mà nó nát, là chú nguyện tự xuất khỏi thường diệt khi chư tăng muốn triệu tập. Tức là phải nguyện trước khi mà mình muốn nhập vô thường diệt, mà nếu mà chư tăng mà triệu tập á, mặc dù lúc đó trạng thái không còn tâm ha, nhưng mà do cái sự chú nguyện trước khi nhập, thì nếu mà chư tăng muốn triệu tập tăng chúng lại để làm lễ tăng sự được đó, thì vị đó phải tự xuất khỏi thường diệt liền. Do cái có cái chú nguyện. Rồi số 3 là sách thú bắc cô sa ná, chú nguyện tự xuất khỏi thiền diệt khi bậc đạo sư muốn gặp mặt. Tức là khi mà Đức Phật muốn gặp thì phải xuất thiền lên, xuất thiền diệt lên. Phải chú nguyện trước, còn thôi nhập luôn đó luôn. Rồi số 4 là ách tha ná bá rít chề đá, quán xét tuổi thọ của mình. Mình còn sống được là tối thiểu 7 ngày không? Nếu mà khi quán xét tuổi thọ mình không thể sống được đến tuần lễ đó, thì vị thánh Bất Lai sẽ không nhập thiền diệt để dành thời gian nó tu tập đạt đến A La Hán. Đó là cái thứ tư là quán xét tuổi thọ. Nếu mà thấy tuổi thọ mình chỉ có tới 5 ngày, 6 ngày hoặc là 4 ngày thì không có nhập thiền diệt được. Thiền diệt là vô là 7 ngày đó, nhập ra đi 7 ngày luôn. Thành ra không tuổi thọ không có để mà nhập vô thiền diệt. Xuống dòng. Riêng các vị thánh A-la-hán sẽ hai chấm. Riêng các vị thánh A-la-hán sẽ hai chấm. Dịch dòng. Hoặc chú nguyện xuất khỏi thường diệt, hoặc chú nguyện xuất khỏi thường diệt trước ngày viên tịch, để giáo giới các đệ tử hay từ giả các bậc đồng phạm hạnh, hoặc chú nguyện xuất khỏi thường diệt trước ngày viên tịch để giáo giới các đệ tử hay từ giả các bậc đồng phạm hạnh. Bậc ao hát đặc biệt ha, là có thể mà nếu mà nhập diệt trước, nhập niết bàn trước ở viên tịch thì vì nó phải chú nguyện để xuất khỏi thiền diệt, ra để giáo giới đệ tử hay là để chia tay tạm biệt vĩnh biệt tất cả mọi người ha. Chú nguyện xuất khỏi thiền diệt trước cái ngày mà Parinibbana, là ngày chết á, ngày tử. Là cái thứ nhất. Rồi xuống dòng là dòng hoặc không nhập thiền diệt, hoặc là không nhập thiền diệt bởi vì thấy không cần thiết nữa ha, còn có mấy ngày nữa là ngủm rồi thôi khỏi nhập luôn. Rồi xuống dòng đánh cái bông đòi dòng nè, nếu ở cõi người hai chấm, nếu ở cõi người yếu ở mọi người hai chấm ha, trong bốn sự việc trên phải ba điều đầu có thể không chú nguyện cũng được, ba điều đầu có thể không chú nguyện cũng được, nhưng điều thứ tư bắt buộc phải làm. Nếu mà có người trong bốn sự việc trên ba điều đầu có thể không chú nguyện cũng được, nhưng điều thứ tư bắt buộc phải làm. Tức là điều thứ tư rồi quán xét những cái tuổi thọ bắt buộc phải làm điều đó,
Tại vì không thể nhập diệt mà chưa giờ là chết trước khi xuất ra. Là khi nếu ở cõi người là phải vậy, rồi xuống dòng đánh qua thị đầu dòng tiếp. Nếu ở cõi chư thiên hay phạm thiên giới, hai chấm. Nếu ở cõi chư thiên hay phạm thiên giới, hai chấm, có thể không làm điều gì cả. Nếu có cũng chỉ là điều thứ tư. Nếu cõi chư thiên hay phạm thiên giới có thể không làm điều gì cả. Nếu có cũng chỉ là điều thứ tư. Vì sao vậy? Vì sao ở cõi chư thiên hay phạm thiên giới mà không cần phải phân nguyện gì đó? Bởi vì những vị chư thiên trên trên cõi chư thiên hay cõi phạm thiên đó, quý vị, không có chư tăng, không có người xuất gia, không có mấy ông sư, không có đức Phật, cái này đó không cần làm điều đó, không cần chư tăng hội tụ gì đó, không cần mấy cái đó. Còn nếu có là quán xét được cái tuổi thọ thôi, mà tuổi thọ mấy em chư thiên này sống lâu lắm. Đúng rồi, mấy em chư thiên này sống lâu ghê lắm. Không cần. Rồi xuống dòng đánh cái mông rồi dòng nữa, sẽ không một tai hại nào xảy đến, sẽ không một tai hại nào xảy ra đến tính mạng, đi cho nó rõ ha. Sẽ không một tai hại nào xảy ra đến tính mạng, sẽ không một tai hại nào xảy ra đến tính mạng, cũng như những vật tùy thuộc của vị ấy, cũng như những vật tùy thuộc của vị ấy khi đang nhập thiền viện. Sẽ không một tai hại nào xảy ra đến tính mạng cũng như những vật tùy thuộc của vị ấy khi đang nhập thiền diệt. Tức là cho anh biết là người nhập thiền diệt mà không có một cái gì có thể hại được cái tính mạng của họ đó, không có thể nào xảy ra đến với người đó, không thể nào mà làm người đó tổn hại được. Giống như trong cái tích mà tôn giả sanh chí quá đó, bị nó nhập vô diệt thọ tức định mà ngồi yên bất động, mấy người một đồng tôi tới tôi thấy tôi xô tới xô luôn, thấy cứ ngắt không thấy nhúc nhích vậy, tự ông chết. Lấy củi phân củi rồi chắc xung quanh đốt, không quả tán không, không chết rồi mà quả tán, nhưng mà đốt xong chui tàn hết lửa, một cái chéo y của ngài cũng không bị cháy nữa, toàn thân ngài vẫn yên không có gì xảy ra. Đây là đặc biệt cái năng lực của nhập về thì diệt thọ tướng định. Cái đó là dạ sao đọc đầu là cái đó là về thần thông, nó là khác nữa, thần thông mà nhập định. Còn cái này là đốt không cháy luôn mà họ đốt cháy hết xung quanh mà cái y không cháy nha, cái đây là cái độc đáo cho nên y bác không giống nhất vậy. Rồi sử dụng, nếu các ngài không chú nguyện nhưng khi đạo sư hay chư tăng muốn gặp mặt, nếu các ngài không chú nguyện nhưng khi đạo sư hay chư tăng muốn gặp mặt, nếu các ngài không chú nguyện nhưng khi đạo sư hoặc chư tăng muốn gặp mặt, phải cử một vị tỳ kheo sứ giả đến đứng vừa nghe của vị ấy, bảo rằng hai chấm, cử một vị tỳ kheo sứ giả đến đứng vừa tầm nghe của vị ấy, bảo rằng hai chấm, thưa tôn giả, đức đạo sư hay chư tăng muốn gặp ngài, xin ngài hãy lập tức xả thiền diệt ngay bây giờ. Thưa tôn giả, đức đạo sư hay chư tăng muốn gặp ngài, xin ngài hãy lập tức xả thiền diệt ngay bây giờ.
Rồi, tức là có những vị người ta nhập vô diệt thọ tứ định, vậy nhập vô là không chỉ chú nguyện, ngồi xuống nhập vô luôn không chú nguyện ha. Nhưng mà nếu mà không chú nguyện thì khi mà những vị mà chư tăng hoặc là Đức Phật muốn gặp thì cử một ông tỳ kheo đấy để đứng mà nói cho ông nghe, nói cho cái vị nhập diệt thọ tứ định nghe. Mặc dù là lúc đó nhập rồi không có tâm rồi, nhưng mà nói vô nói cho người đó độc đáo luôn, cái chỗ là mặc dù không có tâm như vậy thôi, vừa nói xong là ông nó xuất hiện liền, từ là xuất định liền. Đó là cái độc đáo của cái nhập diệt thọ tứ định. Mặc dù nhập vào cái thiền mà không tâm, nhưng mà chỉ cần nhắc cái là tự động xuất liền. Đó là cái năng lực của cái thiền diệt thọ tứ định. Còn về cái những vị thánh mà có chú nguyện ba cái điều trên đó, đối với vị thánh mà có chú nguyện về ba cái điều trên đó, khi Đức Phật đang giảng pháp hoặc là chế định giới cho chư tăng nhóm họp thì không cần phải cử sĩ giả đến, tức khắc vẽ xuất định đi đến gặp Đức Phật thì chư tăng liền ha. Đó là vấn đề đặc biệt khi mà Đức Thế Tôn giảng pháp về chế định về những học giới, thêm học giới này cái kia cho chư tăng đó. Thì những vị đã có chú nguyện về những cái điều đó, ba cái điều trên đó, thì lập tức xuất lên, vị nó xuất định là gặp lên. Còn nếu những vị mà không có chú nguyện, không chú nguyện và không có sứ giả nào thông báo thì chịu thua luôn, vị đó không có xuất định, vị đó không có sức, bởi vì không có thông báo mà ổng không có chú nguyện nữa, thì vị đó ngồi yên bất động luôn, không có biết gì hết. Cũng giống như trong cái trường hợp mà chúng ta đọc về kinh Milda, kinh Milda Vấn Đạo, thì ngài Rohana nhập thường diệt, ngài ngồi nhập vô thường diệt trong khi mà lúc mà chư tăng đang hội họp nhau để tìm kiếm về những cách nào, nhân duyên nào để mà nhiếp phục ông vua Milda đó. Lúc đó ông vấn đạo mấy em sư trốn trơn, thì tìm hoài ở ngoài hết, mà trong khi đó có vị thánh này mà vị này nhập rồi thì chịu thua. Cho nên khi mà ngài Rohana là đã bị như vậy đó, nên sau đó bị chư tăng phạt, đưa những hình phạt phạt vì đó do cái lỗi không có chú nguyện để xuất ra ha. Đó là vấn đề những trường hợp đặc biệt như vậy. Rồi đoạn chót là phương thức nhập thiền diệt, hai chấm, phương thức nhập thiền diệt. Dòng trú xứ thanh vắng yên tịnh, tức là cái chỗ phải là thật sự thanh vắng yên tịnh ha, chứ không phải ra giữa chợ ngồi nó nhập thiền diệt được, hoặc là trong chùa bà con tới lui sùm. Trú xứ thanh vắng yên tịnh. Rồi xuống dòng nhập vào thiền tịnh theo tuần tự, nhập vào thiền tịnh theo tuần tự, từ sơ thiền đến vô sở hữu xứ thiền, từ sơ thiền đến vô sở hữu xứ thiền, từ sơ thiền đến vô sở hữu xứ thiền, phải khi xả thiền vô sở hữu xứ, khi xả thiền vô sở hữu xứ, khi xả thiền vô sở hữu xứ, ngài thực hiện bốn việc cần làm, ngài thực hiện bốn việc cần làm trước ở trên, tức là bốn điều nãy đó, ngài thực hiện bốn việc cần làm trước ở trên, rồi nhập vào thiền diệt. Cái đó là khác à, cái đó mấy người đó không phải nhập thiền diệt đâu, mấy ông sau này không luyện gì đó. Nhập thiền diệt bốn việc cần làm trước ở trên rồi nhập vào thiền diệt, ghi lại cho thành câu đi, đi. Nhập vào thiền tịnh theo tuần tự, từ sơ thiền đến vô sở hữu xứ thiền,
Y xả vô sở hữu thiền này thực hiện bốn việc cần làm trước khi nhập vào thiền viện. À, tức là phải tuần tự ra, chứ không phải là vô cái đùng cái gì vô được ha. Tức là phải nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, rồi không vô biên xứ, vô thức vô biên xứ, rồi vô sở hữu xứ tới đây thôi, chứ không có nhập phi tưởng vi tưởng xứ à. Tới vô sở hữu xứ thôi chứ không có vô phi tưởng vi tưởng xứ. Phi tưởng xứ là để cái chiều cuối cùng ha, để cái tăng cuối là vô tới phi tự hộ vô sở hữu xứ xong mới xả ra, mới ra lại rồi mới nguyện thực hiện những cái điều nguyện nãy đó. Chúng ta học có bốn cái điều nguyện đó, rồi thực hiện những điều nguyện đó rồi mình nhập vô thiền diệt lại, hoặc là nhập vô phi tưởng vi tưởng xứ rồi vô thiền diệt luôn. Đó là cái vấn đề nghe không, nắm được quý vị, nắm được ý chứ phải không? Được ha, và nhờ tới vô sở hữu xứ thôi nha, tôi không có đi tiếp được ha, tôi không có vô phi tưởng vi tưởng xứ, bởi vì tới đây rồi. Bởi vì nhập vô tưởng vi tưởng xứ là vô thiền viện luôn á, phải xả trước là nguyện, nguyện xong rồi mới nhập vô phi tưởng vi tưởng xứ là thiền viện luôn. Rồi xuống dòng tâm lộ 2 chấm, hậu kiếp rúng động dứt dòng kháng y môn, cái hướng như là kháng y môn đúng rồi, hậu kiếp rúng động dứt dòng kháng y môn, chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tánh, chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tánh, rồi 2 sát na thiền phi tưởng phi tưởng, 2 sát na thiền phi tưởng phi tưởng. Đó là rồi. Chúng ta nên nhớ là nhập cái thiền diệt thọ tưởng định này là phải là bậc thánh tam quả đó lên nha quý vị. Chứ còn mấy ông sau này không luyện về yoga, luyện hoặc là khí công hay là không luyện thiền kiểu mà thiền chỉ thì nó khác ha, không phải cái này ha. Đây phải là bậc thánh mới làm được. 2 sát na thiền phi tưởng phi phi tưởng là không? Dứt sát na thiền, dứt sát na thứ hai thiền phi tưởng phi tưởng xứ, danh quẩn diệt mất trong vòng 7 ngày. Dứt sát na thiền, dứt sát na thứ hai, rõ ràng ha, dứt sát na thứ hai thiền phi tưởng phi tưởng xứ, danh quẩn diệt mất trong vòng 7 ngày. Tức là trong 7 ngày là tâm là ngưng ha, tâm ngưng hoạt động. Dứt sát na thứ hai của thiền phi tưởng xứ, danh quẩn diệt mất trong vòng 7 ngày. Thì 7 ngày nhập vô toàn định 7 ngày nha quý vị. Rồi xuống dòng. Khi xuất định diệt, khi xuất định diệt, khi xuất định diệt, tâm thánh quả mà vị ấy có, tâm thánh quả mà vị ấy có, tam hay tứ quả sanh khởi trước tiên, tâm thánh quả mà vị ấy có, tam quả hay tứ quả sanh khởi trước tiên. Và khi mà ngày thứ 7 xong xuôi xuất xuất lại trả lại đó thì tâm quả sanh trước, tâm tâm của bậc thánh nào xuất là ra tâm đó ha, tâm quả tứ quả, tam quả hay tứ quả, nếu là tam quả thì tam quả sanh khởi, tứ quả sanh khởi trước tiên. Một sát na ha. Rồi tiếp theo là 14 hữu phần cơ bản, đây là 14 hữu phần cơ bản. Tiếp theo là lộ ý môn bình nhật sanh khởi, theo lộ ý môn bình nhật sanh khởi. Tiếp theo là 14 hữu phần cơ bản, rồi tiếp theo đó là lộ ý môn bình nhật sanh khởi, tức là một đời sống bình nhật sanh khởi lại. Rồi đó ha, tức là nhập vô thiền diệt xong rồi, xong cái xuất định cái tâm quả sanh khởi xong là trở lại cái lộ tâm bình thường trở lại. Nhưng mà xen cả xen cho đó là 14 cái hữu phần hay là 14 cái hậu kiếp á, xen cho đó rồi mới lộ bình nhật sanh khởi trở lại. Rồi xin dần đánh cái bông rồi dòng tiếp.
đối với cõi người tâm không sanh trong vòng 7 ngày. Đối với cõi người tâm không sanh trong vòng 7 ngày. Riêng cõi chư thiên, phạm thiên, thời gian tâm không sanh bao lâu là theo ý vị ấy. À, nó khác biệt cái chỗ là những cõi trên là khác ha. Cõi người là chỉ 7 ngày thôi, 7 ngày sau là sẽ tự động xả ra ha. Riêng cõi chư thiên hay là phạm thiên trên đó thì bao lâu tùy ý ha. Rồi, đó là cái khác biệt của dù cõi người và cõi chư thiên hay phạm thiên sắc giới, nó có sự khác biệt như vậy ha. Dòng điều cần thiết hai chấm, điều cần thiết hai chấm. Tần thiền vị thánh nhập định diệt phải có trước khi đắc tam đạo. Tần thiền vị thánh nhập định diệt phải có trước khi đắc tam đạo hay tứ đạo. À, tức là mà muốn một vị thánh mà nhập định diệt rồi đó là cái những cái tầng thiền mà phải có trước, tức là phải đắc lên tới ngũ thiền là sắc giới rồi qua vô sắc giới là phải đắc hết, phải đắc được, đắc tới phi tưởng luôn, tức là những cái tầng thiền này bậc thánh là muốn nhập vô cái diệt thọ tưởng định là phải có thiền trước ha, tức là phải có những cái tầng thiền trước, tức là phải đạt được cái ngũ thiền chứng đắc trước khi mà chứng đắc. À, tức là trước khi mà chứng đắc được tam quả hay tứ quả là vì nó phải đắc được sơ nhị tam tứ ngũ thiền, không nhất vô biên vô sở hữu vi tưởng tưởng xứ, tức là phải có vốn sẵn ha, rồi đắc tới đó được rồi thì mới nhập vô được. À, là vấn đề chúng ta cần phải biết như vậy. Rồi theo quy luật hai chấm, theo quy luật hai chấm. Phải đồng loại thọ, phải đồng loại thọ, quê đó nè, phải đồng loại thọ. Phải đồng loại thọ. Tức là từ cái sát na đọc á, sát từ cái sát na chuẩn bị cận hành những thứ chuyển tánh cho tới hai sát na mà phi tưởng xứ đều phải cùng một loại thọ nhau, tức là phi tưởng xứ là thọ xả, thì tất cả những sát na kia phải tâm nó phải là xả thọ hết, chứ không thể là thọ hỷ được, phải là xả thọ, tức là cho nên phải cùng loại thọ, đồng loại thọ từ sát na chuẩn bị cận hành những thứ chuyển tánh thành thứ bỏ bực chuyển tánh, rồi cái phi tưởng xứ đều là xả thọ hết, là phải cùng loại thọ. Rồi cái tâm quả mà sau khi mà xuất định cũng phải là xả thọ luôn. Nó có hai vấn đề. Tâm quả siêu thế sanh khởi trong loại xuất định cũng phải là xả thọ luôn. Tức là coi như phải cùng loại thọ hết. Tức là cái loại nhập thiền viên này nhập và xuất phải cùng loại thọ. Được chưa? Có gì nắm được nữa không? Rồi ha, nắm được cùng loại thọ ha. Cái dòng tiếp làm chủ các tầng thiền, làm chủ các tầng thiền,
trong loại thọ sang là tới làm chủ được cái tức là vì thánh tam quả hay tứ quả này phải làm chủ là phải làm là mình nắm chủ được các nguyện thiền, tức là mình an trú vô thiền nào là được thiền đó, muốn nhập muốn sức muốn làm vậy là mình phải đầy đủ đó. Từ sơ cho đến phi tưởng vi tưởng xứ là phải theo như ý mình muốn, tức là phải làm chủ được, muốn nhập vô muốn xuất ra là như ý đó, chứ không phải là lực cận lực cận được ha. Cho nên đó là cái phải làm. Được chưa? Rồi cái về hai sát na tâm thiền, về hai sát na tâm thiền. Tâm sanh diệt rất nhanh, để cắt không thể làm ngay được, phải ít nhất hai sát na. Tâm sanh diệt rất nhanh, để cắt đứt cảnh đang có, không thể làm ngay được, phải có ít nhất hai sát na. Tức là hai sát na cuối cùng là phi tưởng, phi tưởng xứ, cần phải có hai sát na chứ không một không làm được, phải hai, hai mới cắt đứt được là cái dòng tâm thức. Tâm sanh diệt rất nhanh, để cắt đứt cảnh đang có, không thể làm ngay được, cần hai sát na. Là cái ý mình nắm được nha. Rồi xuống dòng ghi nhận, cái chót ha, ghi nhận hai chấm. Lộ diệt thọ tưởng định chỉ có ở cõi ngũ uẩn đắc thiền. Lộ diệt thọ tưởng định chỉ có ở cõi ngũ uẩn đắc thiền. Đấy. Yeah. Ở cõi vô sắc không thể tuần tự nhập từ sơ cho đến phi tưởng phi tưởng xứ. Vậy là ở cõi vô sắc không thể nhập tuần tự từ sơ đến phi tưởng phi phi tưởng, phi tưởng phi tưởng để đạt đến định diệt. Cõi vô sắc không thể tuần tự nhập từ sơ thiền đến phi tưởng phi tưởng đạt đến định diệt. Tức là người ta cho mình biết là cái lộ nhập diệt thọ tưởng định này chỉ có thể thực hiện được ở cõi ngũ uẩn thôi, là cõi dục giới và cõi sắc giới. Chứ mà cõi mắt thì chỉ có danh uẩn không thì không thể làm được, vì phải nhập từ sơ thiền, mà sơ thiền là phải là cảnh, là phải là sắc giới. Về sắc giới ha, sơ nhị tam tứ ngũ là phi tưởng phi tưởng, là cõi vô sắc loạn được thì không có, đúng rồi, không có sắc loạn không làm được. Rồi xuống dòng có bốn lộ tâm diệt thọ tưởng định. Đây, tổng số có bốn. Tổng số có bốn quan tâm dự thảo định, tổng số có bốn. Hai bậc thánh nhân, tam và tứ quả nhân hai hạng người bằng bốn lộ. Hai bậc thánh tam tứ nhân hàng bằng bốn lộ, thì như về lộ nhập thọ tưởng định này có bốn lộ, là quả bậc tứ quả nhân hai hạng người là động căn, và thì ra cho có được là bốn lộ.
Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn mãn xong chương trình về lộ trình tâm, đã chấm dứt cái bài học về lộ trình tâm. Hôm nay mình đã thành tựu hoàn toàn được cái chương trình lộ trình tâm. Rồi những phần tiếp theo sau là lộ tâm nhập niết bàn, liên thiền liên thông gì đó, cái đâu cái gì đã học rồi ha, bắt cô bỏ xuống phần này là nó học ha. Tức là đây là bắt bàn liên thiền nhập thông rồi đắc đạo tột mạng gì đó, bắt cái thì đứa mình học cái đó rồi đó. Tại vì nó học chỗ mà tử cận tử rồi nhập niết bàn cũng là tử luôn, nó xếp vô cho nó dễ hiểu ha. Nhưng mà giờ mình xếp làm sách phải bắt cái trên đó bỏ xuống lại, bỏ xuống đây, bỏ xuống lộ tâm số 7 là lộ tâm nhập niết bàn liên thiền, thì đã học rồi á, lộ tâm nhập niết bàn liên thiền. Rồi số 8 là lộ tâm nhập niết bàn liên thông. Rồi số 9 là lộ tâm nhập niết bàn phản kháng chi thiền. Số 10 là lộ tâm đắc đạo tột mạng. Là hết hết chương trình luôn đó vậy ha. Đó là bắt mấy cái trên để lại ha, sắp số lại. Là cái phần mà lỗi mà đặc biệt này có tới 10 cái ha. 10 cái thành ra mình nãy mình học mới tới số mấy, số 7 không? Mới học tới số 6, số 7, số 6, số 6 à. 7 8 9 10 là đã học rồi. Bắt cái quan số. Nắm được ý không này? Alo. Nghe không? Nắm được ý không? Nắm được bắt cái bài cũ thì đứa không có lộ tâm nhập mọi năm ăn liên thiền bắt bỏ xuống rồi ghi cái đi ha. Số 7 nè, lộ tâm nhập niết bàn liên thiền không có, nói trước ghi xuống làm dấu nữa thôi, lộn một bài nữa mệt nữa. Niết bàn liên bảy, lộ tâm nhập tiếp bạn liên thiền, copy cái bài đó. Số 8 lộ tâm nhập niết bàn liên thông. Liên thông. Rồi số 9 lộ tâm phản kháng chi thiền, lộ niết bàn phản kháng chi thiền. Liên thông số 9 nhập nước bạn đi. Rồi cái cuối là lộ đắc đạo tột mạng ha. Rồi đó là đủ nguyên như cái chương trình của nó ha. Mình học về lộ trình tâm hoàn mãn ha, những cái lộ trình tâm từ lộ ngũ môn cho đi tới việc họ tứ định mình đã học đầy đủ, nắm được chi pháp ha. Rảnh rảnh coi lại nha, bởi vì càng coi mình càng thấy nhiều điều thú vị trong đó ha. Nắm được cái lộ trình tâm này là chúng ta có thể bước vô công để mà hành thiền một cách rốt ráo được, bởi vì nó là cái cốt lõi của cái mình. Cái dòng tâm mình nó diễn tiến như thế nào là mình nắm được nó, nắm được cái công thức nha. Này là ăn mừng một cái là những điều mà khó làm được mà bây giờ mình đã làm được, những điều mà không nghĩ được là sẽ học được dứt cái phần lộ tâm này. Tại vì từ lúc bắt đầu cho đến nay là mấy năm rồi, đều mấy năm là hai năm, hơn hai năm mấy em. Không ngờ lớp mình được phước báo và chư thiên giữ gìn hộ trì cho cái lớp được học được kéo dài được hai tháng nữa là bao mau dữ vậy ta. Ngon lành ha. Xong cái lộ tâm là coi như là khỏe, nắm được những cái chu kỳ của dòng tâm thức rất tuyệt vời. Chỉ cần là mình đi vào cái hành thiền, thời gian sau học vô cái cách thiền thì mình thiền luôn. Rồi sao hữu, hôm nay là chúng ta hoàn hỷ ha.
thành tựu được phước báo. Do phước báo này nguyện cầu cho tất cả luôn được màu sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thể. Để coi lớp học gì bài gì cho nó học từng lớp thông báo từng lớp học rồi xin mình trả mic về cho MC học. Xin mời cả lớp đọc kinh hồi hướng từ nhà Pháp Bát Thí Đà Na Ga Tha Ya Đề Quá Ta Sam Thi Vi Na Ro Wa Si Ni Bồ Đề Ca Đề Bồ Thí Ca Đề Ta Hề Ta Hề Ta Hầm Ta Hề Na Pha Hoa Tô Phu Mi Chi Ta Sa Thìn Ca Đề Lò Tề Ta Vi Na Ra Ma Ma Ta Lê Thầy Ra Ta Mát Cha Na Wa Ta Ta Wo สัจจะปัตติอุปัสสกะกามะจะเยสะนิกามะจะอิสระสัพพะภูตะสิตาภะวันตุเตจะอุจะเยวิจะอานัสสะสัมภะวะสัมเสยะจาตาอัตถะโวปะปาภิกะนิยามิกะธัมมะวะรังปะริจฉะเต สัมเบติดุคคสะกะโรอุสังคยังทาตุจิดังสัตตังธัมโมธัมมะทาราจะปุพพะละชังโฆตุสมัคโควะอัตถายัจจะอิตายัจจะอัมเมรคตุสัตตโมสัมเบติธัมมะจาวิโนอุเทนสัมปาอุเนยยะนะ Dòng kính chi khu sa la kham ma tập bằng kỳ lý dân ma ma Kha ye na hoa cha ma ma sa ti la se su ga tam ka tam Ye sa ta sa mi no a ti ye cha sa ta sa mi no Ka tam bu nha kho ra Hay hăng sa bê pha yi pha hoa tu te Ye tam ka tam su vi tam di nha Bùn nè phá lăng, má dạ, dê chá, tát tha, ná chà, nàm tí, đề hòa, lãnh tòa, ní vệ đá dùm, sát bề lô ca, ní dê, sát tà, chì hoàn tà, hà, rá hê, thú ca, má nô nhạc, phô chá nặng, sát bề lá phà, tù má má, dê, tát sa, tí, dì đăng quá, tà hê, đà nặng, hà sá quá, khá dạ, quá hà, Anagate idam no nya tinam hontu sukhita hontu nyatayo idam no nya tinam hontu sukhita hontu nyatayo idam no nya tinam hontu sukhita hontu nyatayo sahu sahu sahu